chúng ta sẽ tiếp tục với vấn đề thứ năm. Ở vấn đề này, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng một hàm để quy để liệt kê menu đa cấp. Tuy nhiên, lúc này chúng ta không sử dụng thẻ disk nữa, mà chúng ta sẽ liệt kê các menu đa cấp này vào trong một select box. Và các bạn thấy giao diện của chúng ta sẽ có dạng như thế này. Nó cũng hiển thị các menu phân cấp cho chúng ta. Và dựa vào hình vẽ này, các bạn có thể thấy rằng công nghệ thông tin là con của tin trong nước, IT là con của tin nước ngoài. Như vậy, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Tôi tiếp tục quay lại editor của chúng ta. Chúng ta sẽ tạo ra một folder mới, đặt tên cho nó là folder 05. Tôi tiếp tục tạo ra một file BSD. Tôi đặt là con1.bsd. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược qua về cấu trúc của một select box. Một select box thì nó sẽ có phần tag HTML, đó là select như thế này. Ở bên trong thẻ select của chúng ta, nó sẽ có các thuộc tính như là name, tên của select box đó. Ví dụ, tôi đặt luôn là select box. Chúng ta cũng thường sử dụng thêm ID, và ID chúng ta thường đặt trùng với name. Ở đây tôi cũng đặt là select box. Chúng ta cũng có thể có thêm các thuộc tính như là style. Ở đây tôi đặt giá trị là min width, chiều rộng nhỏ nhất của select box của chúng ta. Ở đây chúng ta cho nó là 200 pixel. Bây giờ chúng ta sẽ thử vào folder 05 và file 01. Folder 05, file 01.bsd. Đây là select box của chúng ta vừa tạo. Nó chưa có bất kỳ một phần tử nào cả. Tôi sẽ đích phải chọn Embed Element. Chúng ta sẽ thay đổi lại phần min width. Ví dụ tôi không có phần min width, thì các bạn thấy chiều rộng của select box của chúng ta nó đã thu hẹp lại. Tiếp tục với một số thuộc tính khác. Nếu như chúng ta muốn chuyển select box thành dạng một list như thế này, các bạn thấy ở đây nó có dạng là một danh sách. Và nếu chúng ta muốn chuyển từ select box sang dạng một list, ở đây chúng ta sẽ sử dụng thêm thuộc tính size. Ví dụ tôi cho nó là 5. Sau đó chúng ta sẽ thử thì phép lại. Các bạn thấy select box của chúng ta đã chuyển sang một list. Bây giờ tôi muốn thêm vào các giá trị của select box. Như vậy chúng ta tiếp tục bổ sung vào các thẻ option. Đóng thẻ option lại. Bên trong thẻ option đó là giá trị nó hiển thị cho người dùng. Ví dụ ở đây chúng ta liệt kê là Group Administrator. Đi kèm với name là có giá trị value. Ví dụ ở đây là 1. Sau đó tôi refresh lại. Các bạn thấy chúng ta đã hiển thị Group Administrator. Ở đây nó có vẻ là sát so với các đường viền quá. Chúng ta có thể bổ sung vào phần thuộc tính padding cho nó. Ví dụ tôi gọi padding, chúng ta truyền vào là 3 pixel. Sau đó chúng ta refresh lại. Các bạn thấy chữ Administrator nó đã giãn ra so với các đường viền. Nếu chúng ta muốn bổ sung các thuộc tính khác, chúng ta chỉ copy phần option này và chúng ta bổ sung thêm. Ví dụ value thứ hai tôi đặt là nhóm manager. Value thứ ba tôi đặt là nhóm member. Ở đây thay đổi thành member. Và chúng ta refresh lại. Các bạn thấy chúng ta đã thêm được Administrator, Manager, Member. Bây giờ khi chúng ta mới vừa vào trang 01 này, tôi muốn giá trị được chọn đó là giá trị Manager. Như vậy chúng ta sẽ phải thực hiện như thế nào? Nếu muốn Manager là giá trị được chọn, thì ở phần option của nó chúng ta bổ sung thêm thuộc tính Selected, và nó mang giá trị là Selected như thế này. Tôi refresh lại. Các bạn thấy giá trị được chọn là Manager. Tôi sẽ thử chuyển phần selected này. Chúng ta chuyển qua member. Sau đó tôi refresh lại. Các bạn thấy lúc này member đó là group được chọn. Bây giờ group manager nó sẽ là con của group admin. Như vậy để hiển thị cho người dùng họ biết điều đó thì chúng ta nên có khoảng cách thuộc vào trong manager so với là administrator. Và để thuộc vào trong chúng ta sẽ sử dụng đến ký tự khoảng trắng. Ở đây nó là và NBSB. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 5 khoảng trắng như vậy. Và tôi refresh lại. Các bạn thấy manager nó đã thuộc vào trong. Tương tự nếu như group member là con của group manager thì tôi cũng đưa nó thuộc vào trong. Tôi copy giá trị này.
chúng ta đưa vào đây. Ở đây tôi cho 10 khoảng trắng và tôi refresh lại. Các bạn thấy group member đã thuộc vào trong so với group manager. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần mã nguồn. Tôi sẽ copy ví dụ thứ tư này, chúng ta đem qua folder 05. Ở đây chúng ta cần đặt tên cho nó lại. Chúng ta đặt tên cho nó là 02.psb. Bây giờ tôi muốn các bạn lấy các dữ liệu ở phần menu này và đổ vào phần select box. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Đầu tiên thì tôi sẽ xóa đi những phần mã nguồn không cần thiết này. Bởi vì phần mã nguồn này chúng ta liệt kê menu đa cấp với dạng thẻ disk, chúng ta không cần dùng đến nữa, do đó tôi xóa nó đi. Bây giờ chúng ta sẽ copy phần select box ở đây, đem qua file 02 của chúng ta và chúng ta mới bắt đầu gắn dữ liệu vào cho nó. Tôi refresh lại. Chúng ta vào file 02.psb. Các bạn thấy đây là phần giá trị tỉnh mà chúng ta đã tạo. Bây giờ chúng ta sẽ gắn dữ liệu vào cho nó. Các bạn thấy khi gắn dữ liệu vào thì option chính là các giá trị sẽ thay đổi. Do đó tôi sẽ xóa đi các phần option này. Ở đây chúng ta sẽ mở ra một tab PSB và chúng ta cũng phải tiến hành diệt qua mảng New Array. Bởi vì mảng New Array chính là mảng chứa dữ liệu. New Array S key cho đến value. Và chúng ta sẽ echo ra các menu ở trong phần New Array. Như vậy ở đây sẽ là option. Đóng option lại và đóng luôn phần option này. Bên trong option chính là tên của menu. Như vậy tên của menu các bạn thấy chính là value phần tử name. Tôi đưa giá trị này vào đây. Ở đây chúng ta thay đổi thành là name. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy ở đây chúng ta đã hiển thị Nokia, Samsung X1, X11. Chúng ta thử kiểm tra lại. Ở đây chúng ta truyền vào 13, do đó nó chỉ liệt kê các menu con là menu con của 13. Ở đây tôi chuyển thành 0 và ở đây tôi tăng phần size lên 10 để chúng ta dễ quan sát. Tôi refresh lại. Lúc này các bạn thấy nó đã hiển thị từ home, about, new cho đến X1, X11. Bây giờ chúng ta sẽ cho các menu ở level 1 có dấu cộng ở phía trước và các menu có level lớn hơn level 1 sẽ có dấu trừ. Như vậy ở đây chúng ta tiếp tục thực hiện việc kiểm tra. Nếu như level của chúng ta chính là value phần tử level, tiếp tục truy cập vào phần tử level, nếu như giá trị này bằng 1 thì tôi sẽ echo ra phần option như thế này. Ở đây chúng ta sẽ bổ sung vào dấu cộng cho nó. Và các bạn lưu ý rằng ở file 01 chúng ta thấy đối với mỗi option thì nó có phần value. Như vậy value của chúng ta ở đây chính là ID của mỗi menu. Như vậy ở đây tôi bổ sung thêm đó là value. Value lúc này nó sẽ bằng value phần tử ID. Tôi gắn vào đây. Value tiếp tục vào phần tử ID. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại. Lúc này các bạn thấy nó chỉ hiển thị các menu ở level 1. L chúng ta hiển thị các menu ở level khác 1. Tôi tiếp tục copy giá trị này. Ở đây tôi enter xuống để các bạn dễ theo dõi. Ở đây lúc này sẽ là dấu trừ. Và tôi refresh lại để các bạn thấy sự khác biệt. Các bạn thấy chúng ta đã hiển thị ra được các menu con và các menu con này nó có dấu trừ về phía trước. So với phần hình vẽ, chúng ta cần cho các menu con thuộc vào trong so với các menu cha. Như vậy chúng ta tiếp tục sử dụng phần level. Đối với trường hợp level khác 1, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn thấy cứ mỗi lần menu con thì số ký tự khoảng trắng nó sẽ tăng lên. Như vậy ở đây tôi sẽ đặt một biến name. Biến name này sẽ lưu các giá trị khoảng trắng. Tôi gọi đến hàm ginrepeat. Các bạn còn nhớ hàm ginrepeat nó có tác dụng là lặp lại một ký tự nào đó và số lần lặp sẽ là tham số thứ hai mà chúng ta truyền vào. Ở đây chúng ta lặp đó là số ký tự khoảng trắng và nbsb. Chúng ta lặp bao nhiêu lần? Các bạn thấy đối với menu ở level 1 thì không có khoảng trắng ở phía trước. Tôi sẽ ghi ra đây để các bạn dễ so sánh.
Menu ở level 1 thì không có khoảng trắng. Menu ở level 2 thì nó có 5 khoảng trắng. Menu ở level 3 thì nó sẽ có số khoảng trắng là 10. Như vậy chúng ta có một công thức 9 bằng level trừ cho 1 và chúng ta nhân cho 5. Như vậy ở đây sẽ là value phân tử level, chúng ta đem trừ cho 1 và chúng ta mới nhân cho 5. Tôi sẽ đóng lại phần dấu ngoặc, tiếp tục nhân cho 5 và đóng ngoặc lại. Như vậy chúng ta đã lấy được số ký tự khoảng trắng. Sau đó chúng ta sẽ nói với chuỗi, đó là dấu trừ. Tiếp theo chúng ta sẽ nói với value name. Tôi đưa giá trị này lên đây. Và tất cả các giá trị ở phía dưới này tôi bỏ đi nội dung này. Ở đây chúng ta chỉ cần thay thế bằng biến name. Sau đó tôi sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy như vậy chúng ta đã có sự thành công trong việc sử dụng để quy để hiển thị một menu đa cấp trong Sketchbook. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần mở nguồn. Các bạn thấy nếu chúng ta có những Sketchbook khác thì không lẽ chúng ta lại copy những phần mở nguồn như thế này, thì lại làm cho mã nguồn của chúng ta nó dài dòng và rối rắm thêm. Do đó chúng ta sẽ nghĩ đến một phương pháp, đó là chúng ta xây dựng một function để chúng ta tạo ra các Sketchbook như thế này. Do đó tôi sẽ select ví dụ của chúng ta lại. Chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ ba và chúng ta sẽ tiến hành xây dựng một function để hiển thị phần Sketchbook như thế này. Ở đây tôi sẽ viết một function. Function của chúng ta là CMS Sketchbook. Chúng ta cần xác định các tham số mà chúng ta cần truyền vào cho Sketchbook này. Đầu tiên đó là phần sort, chính là new array. Tôi đặt ở đây là sort. Tiếp theo đó là tên của Sketchbook, tôi đặt là name. Như vậy chúng ta tiếp tục thêm một thuộc tính là name. Tiếp theo các bạn thấy chúng ta có phần style, tôi tiếp tục tạo ra một biến style. Nếu như người dùng họ không truyền vào, tôi gán giá trị mặc định cho nó là null. Tiếp theo nữa đó là size. Như vậy chúng ta cũng cần một biến size. Ở đây chúng ta cho giá trị mặc định của nó là 0. Và chúng ta sẽ gán một biến isHTML. Nó sẽ bằng giá trị này. Tôi sẽ cắt và tôi đưa vào đây. Tiếp theo isHTML của chúng ta, nó sẽ nói với là phần đóng của select, tôi đưa vào đây. Cuối cùng chúng ta sẽ return về biến isHTML. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu xử lý. Các bạn thấy phần name này chính là biến name, tôi sẽ đưa nó vào đây. Phần ID cũng vậy, chính là biến name, tôi đưa nó vào đây. Phần style chúng ta sẽ xóa nó đi. Lúc này phần style chính là style được truyền vào bởi người dùng. Tương tự như vậy phần size cũng chính là biến size. Tiếp theo chúng ta sẽ copy dòng lặp for each này, chúng ta đưa vào đây. Tôi xóa đi nội dung ở phía dưới. Lúc này new array nó sẽ thay đổi bằng sort. Chúng ta cứ thử kiểm tra value level bằng 1, chúng ta mới echo ra. Lúc này không còn là echo nữa mà isHTML chấm bằng. Ở dưới đây cũng vậy, isHTML chấm bằng. Và chúng ta sẽ thử gọi hàm CMS Sketchbook echo CMS Sketchbook. Số của chúng ta chính là new array. Name, tên của Sketchbook, tôi lấy tên ở đây, Sketchbook, tôi đưa vào. Tiếp theo đó là phần style. Phần style tôi sẽ sử dụng nội dung này, chúng ta đưa vào đây. Và chúng ta sẽ thử không truyền phần size cho nó. Sau đó tôi sẽ vào file 03.psb. Các bạn thấy đây là phần mã nguồn mà chúng ta đã tạo ra. Chúng ta cũng liệt kê được menu đa cấp trong Sketchbook. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần mã nguồn. Chúng ta sẽ thử truyền thêm tham số cho biến size. Tôi cho giá trị size lúc này là 5 và tôi refresh lại. Các bạn thấy chúng ta đã hiển thị ra được 5 phần tử trong Sketchbook. Và ở đây chúng ta còn một điều nữa, đó là phần tử nào là phần tử được chọn mặc định. Do đó khi chúng ta xây dựng function CMS Sketchbook thì chúng ta cần bổ sung thêm tham số này. Ở đây tôi sẽ bổ sung thêm tham số, đó là selected chẳng hạn. Chúng ta đưa vào đây.
và chúng ta gán giá trị mặc định cho nó là 0. Sau khi vào phần for each, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Tôi sẽ tiến hành kiểm tra ở đây. Nếu như các bạn thấy khi chúng ta truyền vào tham số selected thì chúng ta sẽ so sánh với value ID. Như vậy lúc này tôi sẽ so sánh như sau. Nếu như value phần tử ID của chúng ta nó bằng với tham số selected được truyền vào, lúc này tôi sẽ đặt một biến gene selected chẳng hạn. Lúc đầu nó sẽ bằng rộng. Và khi value ID của chúng ta bằng với biến selected, lúc này gene selected của chúng ta nó sẽ mang giá trị này. Và tôi copy nó, tôi đưa vào đây. Và chúng ta sẽ xuất ra gene selected trong phần nội dung này. Tiếp tục nối với gene selected. Ở phía dưới này cũng vậy. Gene selected. Sau đó chúng ta sẽ thử truyền vào selected. Ở đây tôi truyền là 2. Và chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy chưa có giá trị gì được chọn cả. Chúng ta sẽ thử kiểm tra có menu nào có ID là 2 không. 2 ở đây chính là about. Tuy nhiên lúc này about nó lại không được đánh dấu cho chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng chức năng embed element để kiểm tra. Đây là phần selected của chúng ta. Các bạn thấy value about nó chưa được gắn selected. Tôi sẽ thử kiểm tra lại. Ở đây chúng ta là sort, tiếp theo là selected. Ở đây chúng ta truyền sai thứ tự, phải là 2 mới đến select box. Và tôi sẽ refresh lại. Các bạn thấy lúc này about nó đã được đánh dấu. Chúng ta sẽ thử truyền vào cho lập trình. Value là 9. Như vậy ở đây tôi truyền vào là 9. Tôi refresh lại. Các bạn thấy lập trình nó đã được đánh dấu. Bây giờ chúng ta sẽ thử không truyền vào 0 nữa, mà tôi truyền vào giá trị là 3 để chúng ta hiển thị các menu con là menu của new. Ở đây tôi truyền vào giá trị là 3 và tôi refresh lại. Lúc này các bạn thấy chúng ta chỉ hiển thị các menu là con của menu new. Chúng ta có tin trong nước, tin nước ngoài và lập trình nó cũng được đánh dấu cho chúng ta. Như vậy chúng ta đã thực hiện thành công việc xây dựng hàm để quy để liệt kê menu đa cấp trong Select Box.